thứ đi mấy bệnh viện mà không hết. Tinh thần chú khó tỉnh táo không? Có cái bệnh ngứa nói thôi, 100% là bệnh tâm linh rồi. 4 mở tôi giúp chú. Nói chung là cái người ấy, thì lúc nào nó kiểu nó cũng mệt mỏi, mà đầu óc nó lúc nào nó cũng kiểu nó lâng lâng vậy đó. Đó, với lại trong người là lúc trước đây nó lở loét, nó ngứa, mà tới uống tới mấy tháng mà nó không khỏi, nhưng bây giờ thì nó đã khỏi được cái phần da, nhưng nó kiểu nó ngứa bên trong nhiều lắm. Với lại nhiều khi ba cái thịt này nè, nó cứ nhảy lên là nó cứ rung hay là ở ngực hay ở người vậy đó. Mà lúc nào mặt nó cũng đỏ ao rồi đó, không có nhậu, không có uống rượu bia gì đâu, mà lúc nào nó cũng đỏ vậy đó. Chú đi thầy không? Thầy thì thực ra thì đi thầy thì không có đi, nhưng mà cái có đi bác sĩ là một, với hai là năm ngoái là có một cô ở ngoài Hà Nội cô vô. Thầy à? Thầy cúng. Cúng hả? Cúng sợ thì gãy. Thì cái ghế bà nào bà kia bà mới biết cho con là... Cúng cho chú hả? Cúng cho chú hả? Cúng cửa nhà. Cúng cửa nhà. Cúng gia đình vậy đó. Chú bị chú trong cơ thể gì chú mời người đó lại cúng cho chú mà cúng không mà. Cái này là kiểu cúng như kiểu cúng trong gia đình, cúng như kiểu gia tiên vậy đấy, chứ không phải là mình bị bệnh mới cúng. Cái người kiểu lúc nào nó mệt mỏi đầu, lúc nào nó cũng nâng nó không có. Chú đi bệnh viện người ta nói chú bị gì? Thì người ta nói là bị cái gì dị ứng của cái gì hậu Covid với lại cái gì đó. Mà đi siêu âm, đi làm tổng quát cứ 3 tháng đi một lần, mà lúc nào trong giấy tờ thì nó không có bị cái gì hết ạ. Mà cái người thì cảm tưởng cái lúc mệt mỏi lắm, mà đầu óc lúc nào nó cũng nâng nó khó chịu. Mà nó đã bị đau đầu mấy năm trời. Đau đầu. Đau đầu chú đi khám không gặp bệnh sao? Thì người ta nói nó bình thường. Bình thường. Mà mình về thì cứ bị đau hoài vậy. Cái người thì lúc nào giờ như bây giờ nó được kiểu nó cứ ngứa bên trong, ngứa da. Ngứa dữ lắm. Ngứa bên trong ngứa à? Đúng rồi. Chú uống thuốc không hết ạ? Uống thuốc không hết. Đó. Bị lâu chứ? Bị, nếu tính ra bị khoảng 2 năm. 2 năm mấy. Mà lúc trước nó lở loét kìa. Lở loét. Nhưng bây giờ nó không có lở loét nữa, mà kiểu nó ngứa từ bên trong bên ra. Bây giờ nó đang ngứa nè. Đang ngứa bên trong hả? Đúng rồi. Đang ngứa. Sao chú tin tưởng ở đây mà chú mời để tới rồi chú kể như vậy? Vì chính thức là... Tại chú không đi thầy đó. Đúng rồi, vì coi cái clip của thầy hay quá nên là kiểu thầy chữa bệnh cũng được nhiều người quá rồi, đâm ra là cũng muốn kêu thầy tới thầy giúp cho cái về cái tâm linh cho mình, cái nguyện vọng của mình xem nó có tốt không. Tại thấy chú không đi thầy mà chú mời ở đây thì tại sao chú tin tưởng mà chú mời ở đây? Chú nói nghe nè. Thì thực sự ra là cái lúc nào cũng coi cái clip của thầy suốt. À. Đâm ra là từ nó tạo nên một cái niềm rất là tin rồi. Có tìm hiểu ha? Có tìm hiểu. Vừa giờ cũng mới đang coi xong. Đấy, coi suốt ngày luôn á. Sao thấy hấp dẫn không chú? Hấp dẫn. Đấy, trong cái học với mời thầy. Thì chú nữa thì cũng la làng vậy đó. Hết. À. Đau gì? Dạ. Cô lấy hai gói ra rồi không? Đây được hay là nên phòng cho mát? Đâu được chứ, không được đó. Phòng cho mát. Phòng đi. Trong người chú nóng nực bức rất lắm không? Đúng rồi, thì nóng đó. Chú biết chú bị gì không? Chú bị ngãi đó. Ừ. Tinh thần chú khó tỉnh táo không? Đúng rồi, nóng nực rồi. Nè, tới rồi nè. Quán chịu nha.
ngại rồi. Nhiều. Nghe không? Nghe ha. Gián chịu. Hai. Ba. Bốn. Cả chú gán đi. Nè, vô xương nè. Lâu rồi. Một đó. Năm. Một rồi đó. Sáu. Nát mình mẩy ha. Quá nhiều. Tám. Xong rồi.
sâu thở đi chú. Các thứ đi mấy bệnh viện mà không hết. Đầu không... Không ra hả? Không ra luôn. Rồi cái bệnh ngứa nói thôi, 100% về bệnh tâm linh rồi. Đấy. Nè, chú hít sâu thở ra. Hít sâu thở ra. Nhẹ không? Nhẹ ha, tỉnh táo chưa? Thì đau nó đỡ chóng choáng á. Nó không có chóng choáng nữa ha. Chút xíu đi, chú nằm ấp lại. Nhiều lắm. Hôm nay là dùng là từ cái từ là quá nhiều. Nhẹ không? Nhẹ ha. Chú quá nhiều rồi. Cái mình chú giống như là chế nước trên mình rồi xong lấy nấm cát gãi lên vậy đó. Đầy mình hết. Bệnh ra vợ không? Đúng rồi. Ngực chú nó quến 10 con còn gì. Xương chú một rồi đó, vô xương đó. Uống canxi đồ bồ ổn nha. Thuốc đại não không? Không, chú giờ chú về khi mà ổn lại chú uống canxi đồ bồ ổn. Với thứ nhất thứ hai nữa chú ăn uống thì cho nó bồ ổn lại. Ăn thì không ăn được. Bây giờ ăn được rồi, thì gác ăn vô. Nhẹ không? Lắc mình đi. Nhẹ chưa? Nhẹ. Nhẹ ha. Đứng đi, tay. Nhẹ ha. Sức sống rồi. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn ha. Nằm đi. Chút xíu. Viết gì ta? Viết bước xuống đi chú, nhẹ rồi đó. Chưa? Thoải mái chưa? À, khi gặp được thầy Trung thì cảm thấy cái người nó khỏe khoắn và nó nhẹ nhàng hơn nhiều lắm rồi. Yeah. Đó, thì trước mắt thì cũng nói với giữa cái cộng đồng, giữa ai có bệnh tật thì cố gắng kêu thầy Trung phải thầy, thầy giúp đỡ cho. Để cho nó khỏi bệnh tật của mình, để cho nó khỏi bị đau đớn như con người. Với lại trước mắt là cảm ơn thầy Trung đã tới gia đình để phục vụ, để giúp gia đình những cái điều tốt lành nhất. Nếu ai tìm đến thầy thì chỉ có đúng một số điện thoại của thầy thôi, chứ đừng có kêu cái số điện thoại khác, nhiều khi giả danh, nhiều khi nó cũng không đúng. Thì cảm ơn thầy trước. Thank you.